Chào mừng em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình lại trưng bày các mặt hàng do nhà mình đang kinh doanh, cung cấp cho các anh em trên thị trường. Một số các anh em có đăng ký kênh lâu rồi thì anh em xem rất nhiều những cái video mặt hàng nhà mình rồi. Nhưng một số các anh em mới đăng ký kênh thì anh em cũng chưa xem được các video giống như thế này của mình và cũng không biết được là nhà mình có kinh doanh những cái mặt hàng gì thì nhà mình các anh em hay hỏi. Và đây chỉ là một phần 4 một phần trong cái đồ nghề sửa xe nhà mình, đây là những cái đồ nghề bán chạy nhất anh em nhé. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ đến anh em cái chất lượng và từng cái sản phẩm một để anh em tham khảo. Anh em cần hàng thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp ship hàng về đến tận nhà cho các anh em và anh em kiểm tra hàng với thanh toán tiền. Đầu tiên là tôi đi sang cái góc này thì tôi chia sẻ đến cho anh em. Đầu tiên là cái bộ vam cạo giật bi, gọi là bi láp đây anh em ạ. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em cái bộ đặc biệt bên nhà mình đang bán là gồm có một quả tạ này anh em này. Một quả tạ 1, 2, 3, 4, 5, 5 đầu giật, 2 đầu xóa và một thanh giật anh em nhé. Tất cả là bằng inox, riêng cái quả này là bằng thép, còn tất cả các cái đầu giật là bằng inox hết. Thì mình sẽ lướt qua cho anh em thấy là cái mặt hàng nhà mình nó chất lượng như thế nào anh em nhé. Đây là bằng thép tô cứng và tiện trên dây chuyền CNC và mạ bóng. Rất là đẹp, rất là nặng anh em nhé, rất là nặng. Anh em cầm vào là thích sướng luôn. Và đây là các cái đầu giật bằng inox mà rất là bền, rất chi là chuẩn và bền anh em nhé. Còn đây là thanh giật anh em ạ, thanh giật cũng rất chi là dài. Cái đầu này thì tôi đang băng bó băng keo lại để bảo vệ cái đầu gen ở bên này. Đây, tất cả bằng inox hết anh em nhé. Và đây là hai đầu xóa. Đây là bộ vam giật bi láp và nó cũng rất đắt chứ không rẻ đâu anh em nhé. Cái thứ hai là mình có một bộ cáo giật bi, loại này là hàng nên là hàng này là hàng tốt, thì cũng tất gồm cũng có tất cả là năm đầu và cũng bằng inox hết anh em nhé, bằng inox hết. Thì loại này được gọi là loại tốt chứ chưa phải gọi lại là loại đặc biệt, loại này là loại tốt. Đây có một đầu xóa, một quả tạ thép không gỉ anh em nhé, một quả tạ này là thép không gỉ và một thanh giật cũng bằng inox luôn. Đây là bộ gọi là bộ tốt, cảm giật tốt, bi láp tốt. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ cho anh em cái mỏ hàn sung mà do nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Mỏ hàn này là mỏ hàn sung, mỏ hàn tự chế rất là khỏe, phù hợp cho các anh em thợ sửa xe máy để anh em sử dụng trong cái công việc là hàn than đề Yamaha là rất là sướng anh em nhé. Có công tắc bóp hàn này, mỏ hàn này tự chế, nó không có vỏ và nó không chống giật rồi anh em nhé. Mỏ hàn này bảo hành cho anh em 2 năm. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ đến cho anh em một cái bộ, đó chính là bộ chuyên cáo chuyên về đề từ, có nghĩa là bộ cáo bô lăng đề từ chuyên về đề từ. Thế như thế này, nó làm việc như thế này. Đây là một cái trụ của nó thì nó luồn vào thế này. Cái phần này để anh em bắt vào như thông thường, anh em vặn cả bô lăng điện xe đề từ xe ga là anh em vặn vào thông thường. Còn ba cái lỗ này thì anh em bắt ba con ốc này vào để anh em lôi vào thiết cái chỗ vị trí ốc cánh quạt. Anh em vặn con ốc cánh quạt ra, anh em bắt con ốc này để nó lôi hai trọng điểm. Vì anh em cũng đã biết rồi, cái dòng cáo đề từ thì anh em cáo rất là khó khăn anh em nhá, mà nó mỏng manh lắm. Anh em dùng búa hay là cái gì anh em vỗ là nó hỏng ngay đi bô lăng điện là không đề được đâu. Hàng nhà mình cũng hàng chất lượng anh em nhé, hàng nhà mình rất là chất lượng, cực kỳ chất lượng luôn. Đây là cả bộ lăng chuyên đề từ đấy, và có hai đầu ống trống để bảo vệ cái đầu trục cơ. Anh em đút vào cái trục cơ, khi anh em bắn thì cái con ốc này nè, con ốc này nó đẩy thì nó sẽ đẩy vào đây, nó không có đẩy lên cái đầu trục cơ anh em nhé. Bằng thép hết, cứng lắm anh em, bảo hành cho anh em vài năm. Hàng giống như trên video anh em nhé, anh em nhìn thấy là cái độ tinh xảo của nó rất là tuyệt vời, thép dày rất dày, rồi tới hơn một phân anh em nhé, hơn một phân. Đó chính là cáo bô lăng đề từ. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến anh em một cái loạt cáo bô lăng điện nữa, đó chính là các cái cáo bô lăng. Đây là cái cáo bô lăng Way, một đầu là Way Honda và một đầu là Way Trung Quốc, một đầu Way Honda, một đầu Way Trung Quốc. Đây là cáo bô lăng một đầu Way Honda, Way Trung Quốc, và hàng này cũng rất chi là xịn sò, gen rất cứng anh em nhé, anh em xài thì khó hỏng lắm anh em. Và đi theo cái bộ này là có một cái ống trống để bảo vệ đầu trục cơ, đi theo một ống trống anh em nhé, đi theo một ống trống. Rồi tiếp theo là mình lại giới thiệu đến cho anh em một cái cáo nữa, đó chính là cáo của Biago Vespa, một đầu là 3V và một đầu là 2V và có một đầu ống trống anh em nhé. Cáo cũng rất chi là xịn sò, có một đầu ống trống. Ok, tiếp theo nữa là mình giới thiệu đến cho anh em một cái cáo nữa, là cáo một đầu là của Attila FI và một đầu của Hazate, cùng hàng chất lượng y chang và không có đầu ống trống anh em nhé. Anh em lưu ý nhá, riêng Attila FI
và hai da te là không có đầu ống trống, không có đầu ống trống. Rồi tiếp theo nữa, mình lại muốn giới thiệu đến cho anh em một cái cáo nữa, đó chính là cáo một đầu là Way Honda và một đầu là Neo, một đầu Way Honda, một đầu là Neo, hàng cũng chất lượng xịn sò, tất cả là tiện trên dây chuyền CNC bằng thép, xong họ tô cứng đi rồi, xong họ tiện CNC anh em nhé. Và đi theo bộ này là gồm có hai đầu ống trống, gồm có hai đầu ống trống để bảo vệ cục cơ. Tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu đến cho anh em một cái cáo Neo và AB. Neo thì anh em xài chung với Neo với S110, AB là anh em xài cho xe ga anh em nhé, hàng cũng chất lượng không kém. Và đi theo cũng có hai đầu, hai đầu ống trống anh em nhé, đó là về tất cả các loạt cáo bô lăng điện. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến cho anh em cái bộ này chính là bộ đóng bi anh em nhé, đóng bi lắp, đóng bi lắp thì gồm có nhiều đầy số anh em, gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 12 và 13 bát, 13 bát và anh em để ý nhá, có nhiều đầy số bi. Hàng bây giờ thì mình lấy cho anh em xem một khẩu. Cái cục này thì anh em thấy là có số bi là 6302. Hàng rất là chất lượng xịn sò. À cái mặt này để tiện lõm bên dưới xuống để lúc mà anh em đóng bi thì nó chỉ có tiếp giáp với cái áo ngoài thôi, nó không đụng vào cái lõi trong. Và cái cục tròn tròn ở giữa này để định vị lọt vào cái trong đó để định vị, để định vị cái vòng bi anh em nhá. Và đây là cái cây, cây đóng. Khi anh em đang đóng thì anh em vặn vào như thế này. Đấy anh em vặn như thế này anh em đóng. Cái đầu này được tô cứng, cứng như cái đầu tôi biết đóng anh em luôn. Đóng không bị tòe anh em nhá. Không bị tòe như vậy thôi. Bỏ vòng bi vào đây và anh em đóng nhàn lắm anh em ạ. Đóng bi đi lắp nhàn lắm. Bi lắp hoặc bị bánh xe cũng được, nhàn lắm. Làm lắm mà. Đấy, đó là cái độ đóng bi. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến cho em anh em ba cái cây đóng bi. Thì đây chính là ba cái bi anh em này. Ba cây đóng bi bánh anh em nhá. Đóng bi để anh em thay bi bánh xe đấy. Thì gồm có những số bi sau đây. Thứ nhất là 6301. Thứ hai là 6300. Thứ hai là 6300, thứ ba là 6201 anh em nhé. Như vậy là bi bánh thì cũng là rất chi xịn sò. Cái đầu này rất cứng, đóng không bị tòe đâu anh em nhé. Hàng rất chi xịn sò, đây là ba cái đóng bi. Cái chỗ này thì cũng được tiện lõm rồi. Để nhằm mục đích là không đụng thì mình cái áo bi ngoài thôi. Và cái thò bằng thế này để căn chỉnh cái cục căn bên trong bi anh em nhé. Gọi là ba cây đóng bi bánh. Ba cây đóng bi bánh. Tiếp theo, mình là muốn giới thiệu đến cho anh em ba cây đóng bi bánh rồi thì mình tiếp tục giới thiệu cho anh em hai cái cây đóng bi ra. Cây này là cây đóng bi trong bánh xe ra anh em nhé. Thì một số anh em thấy là những cái dòng xe ga là mỗi lần anh em thấy bi đóng cái bồng bi ra là rất là khó. Thì mình cũng có cái cây này là cây đóng bi. Thì bây giờ anh em không hình dung được nó làm việc kiểu gì. Anh em muốn biết được là anh em gặp những cái loại xe ga mà anh em thay bi mà anh em đóng không ra, thì anh em đóng bi bánh không ra thì anh em liên hệ với mình gửi cái video cái cách sử dụng cái cây này, là gọi là hai cây đóng bi, cây 12 ly và cây 10 ly, đóng ra nhàn lắm anh em ạ, đóng bi ra nhàn lắm anh em nhé. Đó là hai cây đóng bi ra. Rồi tiếp tục di chuyển sang bên này, mình tiếp tục mình muốn giới thiệu đến cho anh em là một cái tip mở buri. Cái buri này có đặc điểm là khi anh em vặn cong thế này này, những nơi cong thế này đấy, tôi để tay cong thế này vẫn vặn được đấy anh em, theo đấy cong như thế này anh em vẫn vặn được, cong vẫn vặn được, là vị trí là cái nơi mà anh em tháo cái buri mà nó cong cong như thế này là vẫn vặn được anh em nhé. Đây gọi là tip mở buri. Tiếp theo nó mình muốn giới thiệu đến anh em cái FT. Cái này mà mỗi khi anh em làm sóc những cái dòng xe Honda, anh em muốn ép cái ti xuống để anh em lấy cái phe ra, để anh em dùng cái này anh ép. Cái này thì có hai loại anh em nhé, một loại to loại nhỏ. Với một loại to là xài cho như là xe X, xe SH More hoặc là Winner. Winner của loại nhỏ thì Zimway anh em nhé. Đây là cái FT, ép cái ti xuống để anh em lấy cái phanh của cái ti sóc ra đây anh em ạ. Tiếp theo là mình tiếp tục giới thiệu đến anh em cái đồng hồ UT33D+, hàng bán chạy nhất trên mặt hàng của mình, nhà mình. Và mình khẳng định với anh em đồng hồ UT33D+, hàng này là hàng UT33D+ này là hàng chính hãng, nhà mình không bán hàng nhái. Hàng này, đồng hồ này thì anh em thợ sửa xe máy bây giờ thì phải có đồng hồ vận năng, không có là anh em đo nạp, đo thông mạch, đo cảm biến. Rồi anh em không có dùng những cái công cụ ngày xưa là cầm cái dây điện quẹt ra khung xe, thấy nó té lửa ra thì dây đó có điện là anh em không dùng cách đó nữa anh em nhé. Bây giờ không dùng cái cách đó nữa. Đây là đồng hồ UT33D+, đồng hồ vận điện tử, nhỏ gọn thôi mà bền. Nhà mình hàng chính hãng, không bán hàng nhái anh em nhé. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến cho anh em một cái gọi này là cái loại súng vít hơi. Súng này là súng vít hơi, súng Đài Loan. Súng này thì bảo hành cho anh em 2 năm anh em nhé. Anh em thấy cái vỏ bọc rất là chắc chắn. Súng này được gọi là súng vít hơi. Đây súng vít hơi.
súng này là súng Đài Loan, để anh em dùng nhiệm vụ anh em tháo lúc nồi côn, nồi côn xe ga, hoặc anh em tháo lúc nồi côn xe số, anh em tháo ốc máy rất là nhanh. Và đi thêm cái bộ này nữa là có hai cây, hai cây để là hai cây này là 8 đầu dài 8 và 10, để anh em sử dụng anh em bỏ vào đây để anh em bắn dài lắm, anh em dài 15 phân để anh em bỏ đây gọi là đầu 8 và đầu 10. Và cái súng này với cái đầu 8 đầu 10, đầu 10 này nó không đi chung với nhau đâu anh em nhá. Anh em mua mình cái này thì mình bán cho anh em mình cái này. Còn nếu như anh em mua mình súng thì mình bán mình súng. Anh em mua mình cái đầu khẩu này thì mình bán anh em mình cái đầu khẩu. Mà anh em muốn mua hai bộ này thì anh em gộp chung lại với nhau, riêng lẻ không chung nhau đâu anh em nhá. Đây là súng loại súng vít hơi. Tiếp theo nữa mình muốn giới thiệu đến anh em một cái khẩu súng. Súng này là súng Macan. Súng này là súng pin. Súng này to khỏe để anh em chuyên sử dụng để anh em bắn ốc bánh sau xe ga anh em nhé. Khẩu này thì nó to lắm anh ạ, to lắm, sướng lắm, cực kỳ to, cực kỳ khỏe. Pin thì gồm mỗi đi theo có hai cục pin, một cục sạc. Pin của nó thì anh em xài từ 5 ngày tới 1 tuần mới hết được một cục pin với phải sạc anh em nhé. 5 ngày tới 1 tuần với phải sạc pin một lần. Và cái súng này rất chi là to, súng này rất chi là to anh em nhé, cực kỳ to luôn, chuyên để tháo ốc bánh sau xe ga. Cái này thì nặng thì khỏe thì ốc bánh sau xe ga nào nó cũng ra được. Anh em cứ đặt hàng chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ga, bánh sau xe ga, sau khi mà nhân viên giao hàng người ta vào người ta giao hàng anh em thử luôn anh em nhé. Nếu mà ốc bánh sau ra được anh em lấy anh em nhé. Cái này thì to khỏe lắm, mỗi lần sử dụng thì anh em phải lưu ý không có là những ốc nhỏ nó đứt ốc anh em nhé. Đi theo thì gồm có hai cục sạc, một cục pin, một thân máy và một đầu khẩu. Có vậy thôi anh em nhé. Đó là súng siết bù lông. Tiếp theo là đi với anh em, tiếp tục giới thiệu đến cho anh em một cái súng này là súng điện anh em nhé. Súng điện, súng này súng vít điện. Súng này là hàng Boss, hàng Boss, hàng chính hãng Boss xin, không phải là Boss nhái, chính hãng luôn, hàng Boss. Súng này thì để anh em sử dụng trong cái công là anh em tháo ốc nhựa xe ga, nó vặn những cái nặng nặng này không vặn ở đâu anh em nhé. Anh em sửa chữa đồng hồ, anh em tháo những cái linh kiện đồng hồ, tháo ốc yếm xe ga thì anh em sẽ dùng cái vít này, nó chuyên nghiệp, nó nhanh anh em nhé. Đi theo thì cũng có một súng và hai mũi không có cục sạc anh em nhé. Sạc thì anh em sạc chung với lại sạc điện thoại, thì mình cũng không hiểu sao nhà sản xuất người ta không trang bị cục sạc, mình không biết, mà hàng đây là hàng chính hãng anh em nhé. Tiếp theo nữa là mình muốn giới thiệu đến anh em là cái đồ này chính là cái đồ hút dầu thắng đĩa. Khi anh em làm thắng đĩa thì anh em thấy là cái lúc xả e rồi anh em muốn thông dầu thì nó lâu lắm, nhiều cái khó, anh em thông cả buổi chẳng được. Thì anh em có cái bộ hút này thì hút phát là xong. Mình có video rồi anh em nhé. Anh em muốn những anh em nào mà làm thắng đĩa, mà làm phanh đĩa mà mỗi lần khó khăn trong cái việc lấy gió thắng đĩa thì anh em liên hệ mình gửi video. Thì cái bộ này làm nữa trong vòng 2 phút anh em nhé, 2 phút là xong một cái phanh đĩa. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến anh em một cái bút. Bút này là bút thử điện, bóng đèn sáng, bút cơ, dài lắm anh em nhé, cực dài luôn. Để mình lấy ra cho anh em xem. Bút này, dây này, dây dài có độ 2 mét. Bút to, đấy ngón tay mình đây không to bằng anh em nhé. Dài có đúng 1 gang. Đầu con này rất nhọn. Khi có âm có dương thì bằng cái kẹp cá sấu này thì là cái bóng đèn nó sáng điện lên anh em nhé. Anh em phải có bút từ điện để anh em đo, không có cái kiểu mà anh em cầm dây điện quẹt vào khung xe nó đâu anh em nhé. Đây gọi là bút thử điện. Rồi, tiếp theo nữa là mình tiếp tục mình giới thiệu đến cho anh em là đồng hồ đo áp suất bơm xăng bên nhà mình. Đồng hồ đo áp suất bơm xăng bên nhà mình rất đắt, rất xịn. Đây anh em. Đồng hồ anh em nhìn thấy mặt đồng hồ này. Anh em đếm nó dễ này, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đồng hồ dầu, có dầu trong, bằng đồng, xả e, có nút xả e. Cực xịn anh em nhé. Đi theo thì cũng có hai ống. Đây, anh em thấy là nó bấm cốt này. Bấm cốt anh em nhìn thấy này. Chắc chắn lắm anh em. Dày này anh em này. Dày như thế này, đấy. Tất cả các đầu kết nối bằng đồng, đây tôi cho anh em xem. Tất cả các đầu kết nối bằng đồng. Và anh em kết nối được tất cả các loại xe phun xăng điện tử, không trừ xe nào anh em nhá. Nó không giống như cái bộ loại bộ rẻ tiền ở trên thị trường bằng nhựa, cái loại đó không bán cho anh em mất tiền mua. Cho dù anh em mua nó tiết kiệm chi phí có 200 mấy 300 mấy một bộ thôi, nhưng mà không xài được thì anh em không nên dùng. Anh em mua bộ đắt tí nhưng mà anh em được việc anh em nhá. Anh em thấy là cái chất lượng không anh em. Và đây ốc, đây tôi cho anh em xem tiếp tục cái ốc của nó. Ốc của nó cũng chất lượng chứ không phải ốc vơ vẩn. Đó là đồng hồ đo áp suất bơm xăng. Tiếp theo là mình tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái đồng hồ đo áp suất bằng đốt bên nhà mình. Đây, đồng hồ đo áp suất bằng đốt bên nhà mình là đồng hồ khô. Đồng hồ khô và cũng chắc chắn có nút xả e. Đồng hồ đo áp suất bằng đốt
có cái cao su bảo vệ chống va đập bạc đồng, và đi theo là gồm có ba đầu khẩu, anh em kết nối được cho những bu ri chân ngắn, bu ri chân dài, cũng tất cả bằng đồng luôn, là đồng hồ độ áp suất vùng đốt. Có một bộ dòng sơ cua anh em nhé, dòng sơ cua. Tiếp theo là mình giới thiệu đến anh em, nhà mình có cái súng này là súng bọt, bắn bọt tuyết, để anh em phun bọt tuyết vào trong xe để anh em rửa mùa Tết anh em nhé. Bọt tuyết nhà mình có cung cấp bột luôn anh em. Đây là súng rửa bọt tuyết. Mình lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em. Tiếp tục là giới thiệu đến anh em ba cái khẩu lồng của xe Honda. Đây. Khi mà mỗi anh em làm bắt ốc bắt phốt của xe Honda thì anh em cứ ba cái khẩu lồng này anh em ít phải tháo nhựa. Anh em luồn và anh em tháo, cho mình đã có nhiều cái video rồi nhá. Khi mà anh em luồn vào đây này, luồn vào đây anh em tháo có một cái mặt nạ thôi là anh em sử dụng được ba cái khẩu lồng này. Thì mình đã có video chia sẻ đến cho anh em rồi. Cái khẩu lồng nhà mình thì nó chất lượng lắm anh em ơi. Chất lượng lắm anh em ạ. Nhưng mà nó đắt lắm anh em nhé, nó chuẩn nó đắt nhưng mà nó xịt. Còn có loại hàng mà thép mà đen đen trên thị trường mà các một số các anh em khác có bán, anh em đừng có mua. Có loại đen đen trên thị trường mấy bữa về nó chớt hết sơn rồi. Người ta sơn mà anh em. Sơn thì va chạm anh em, để đồ đòn với nhau va chạm. Nó chớt hết sơn rồi. Anh em nhé. Chớt hết sơn. Đây là gọi là ba khẩu lồng của Honda. Anh em thấy là nó chất lượng, nó không có cái lavia la viếc gì cả anh em nhé. Đây là ba khẩu lồng của xe Honda. Tiếp theo là đến hai khẩu lồng của IA. IA thì có hai khẩu thôi anh em nhé. Cũng là vặn ít phải tháo nhựa, anh em tháo có mỗi cái mặt nạ đó thôi. Khẩu lồng thì Honda, ba khẩu lồng Honda hoặc là hai khẩu lồng Yamaha, anh em tháo có mỗi cái mặt nạ ra là anh em làm rồi. Đây anh em này. Nó chất lượng nó dày, nó nặng lắm anh em nhé. Đây anh em nhé. Anh em nhìn thấy cái mặt hàng nó bóng, nó đẹp như thế này. Còn có lại hàng đen đen trên thị trường anh em đừng có mua. Mua không xài được đâu anh em nhé. Tiếp theo nó mình lại muốn giới thiệu đến anh em cái dao tiện cabi. Dao tiện cabi anh em nhé. Đây thì mình bóc lấy dao kéo cắt ra. Đây là cái cabi này anh em này. Cabi thì cũng có những cái số bi sau đây. Thứ nhất là cabi có 6301, 6300 và 6201. Đây là tiện cabi. Mỗi lần mà cái vòng bi nó lỏng, anh em thay bi nó lỏng đấy, thì anh em sẽ đóng cái cabi này vào. Mà muốn đóng cái cabi này vào thì anh em phải có dao. Dao này là dao tiện, tiện ra để anh em đóng cabi. Dao thì cũng có số cỡ là 6301, 6300 và 6201 anh em nhé. Đây là dao tiện cabi. Rồi để mình xem tiếp tục còn cái mặt hàng gì để mình chia sẻ đến cho anh em nốt luôn. Đây là cái vam sóc nhà mình. Vam sóc sau anh em nhé. Đây là chính là cái vam sóc sau. Vam sóc sau này anh em nhìn thấy cái độ dày của nó này. Dày từng ấy phân. Chắc chắn này anh em thấy tôi cầm một cái tôi lắc mà nó cái đường trong nó không bị rơi nhiều anh em nhé. Dày lắm anh em. Đây gọi là vam sóc sau. Vam sóc sau dày lắm. Đây tiếp tục chia sẻ đến cho anh em. Đây là cái cây ép lốp. Mỗi lần mà anh em sử dụng cái xe ga, muốn ép lốp xe ga vào mà anh em muốn đổ keo, hay là anh em muốn đổ keo, hay là anh em cần làm một cái việc gì đó để ép lốp xe ga, xe điện vào, thì anh em dùng cái này. Anh em ép rất là nhạy anh em nhé. Bằng inox. Dày lắm anh em. Thép của nó rất là dày. Dày, anh em thấy dày dặn chưa? Nó không có loại, phải có loại mỏng mỏng. Mỏng mỏng trên thị trường anh em đừng có mua. Với lại anh em mua hàng nhà mình anh em yên tâm. Cái hàng nhà mình mà dùng được mình mới bán. Còn có loại mà không dùng được là mình không bao giờ mình bán anh em nhé. Đó là cái gọi là cái cây ép lốp. Ép lốp vào. Tiếp theo nó là mình muốn giới thiệu với anh em là hai cái cây panh lốp. Mỗi lần mà anh em sử dụng cái chức năng là vá xăm vá lốp, vá lốp xe ga, thì anh em muốn banh ra để anh em dùng súng súng mài lốp, anh em mài thế nhé. Anh em làm cái này anh bạn càng gạt nó càng đi ra, nó banh cái lốp ra để anh em thoải mái sử dụng xe con, xe máy, xe điện làm được hết. Hai cây banh lốp. Tiếp theo nó mình muốn giới thiệu đến cho anh em cái súng này là súng mài lốp. Đấy anh em, có banh lốp là phải có mài lốp, có banh là phải có mài anh em nhé. Đây là mài lốp, mài lốp không xăm bên nhà mình. Súng này là súng Đài Loan, chắc chắn Đài Loan anh em nhé. Và có rất nhiều đá, cái đá tròn tròn này anh em xài nhiều nhất anh em này. Đấy là gọi là súng mài lốp phá xăm đấy nhá. Rồi tiếp tục mình muốn chia sẻ đến cho anh em cái cây này là cây đóng bắt phốt ra anh em nhá. Một số anh em thấy là mỗi lần mà anh em đóng cái bắt phốt, anh em thay bắt phốt ra, anh em đóng ra là nó vỡ bắt phốt luôn vì nó không cân. Cái cây này nó có cái chỗ tạng nó thế này này, anh em đóng bắt phốt ra nó cần lắm. Mình có video rồi, anh em cần video thì liên hệ với mình. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ đóng bạc càng anh em nhé. Đóng bạc càng. Bạc càng anh em miền Bắc gọi là bạc càng, anh em miền Nam gọi là đóng bạc bạc gấp hoặc là bạc càng chữ H. Thì nó không giống như cái bạc càng thông thường mà các anh em thông thường trên thị trường bán. Cái bộ nhà mình nó dày dặn bằng thép điện CNC và cái gen của nó là gen vuông anh em nhé. Gen vuông. Đây anh em thấy này. Nó dày lắm anh em. Anh em vặn thì nó đi ra nó chống vào cái càng để anh em đóng thôi. Này cái bộ này không giống như cái hàng đen đen trên thị trường anh em nhé.
chắc chắn dày dặn đấy, và gồm có hai cái cây đóng. Hai cái đóng này là một cái bạc càng nhỏ và một cái bạc càng to. Bạc càng nhỏ và càng to, càng to thì gồm có S110 này, Sirius này, càng nhỏ thì Rimui. Đây, cứng lắm, đóng thì anh em đóng không bị tuề, cứng cực cứng luôn anh em nhé. Gọi là đóng nó mà càng. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ đến anh em cái bộ van bát phốt vào. Van bát phốt vào anh em nhé. Trong này nó có rất nhiều là có 7 bát, 1 2 3 4 5 6 7 bát. Cái này là bộ đặc biệt bên nhà mình, rất đắt. Van bát phốt vào anh em ạ. Vào cái bát phốt vào. Anh em để ý này, trên thị trường có một loại hàng nhái. Nếu hàng nhái là anh em nhìn con ốc này anh em biết nhá. Nhưng anh em khác bán cái hàng mà anh em nhìn thấy mà nó giống 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 như cái của mình mà giá tiền nó rẻ hơn thì anh em nhìn cái con ốc đấy nhá. Con ốc đây là anh em phân biệt được là hàng thật hàng nhái, hàng nhà mình hàng thật. Thì con ốc nó có cái khớp ở đây. Còn cái con mà hàng nhái là cái ốc của nó trơn luôn, không có cái khớp ở đây. Anh em chú ý nhá. 7 bát thôi nhưng mà xài được tất cả cái hàng xe. Vì anh em thấy là có một bát là có nhiều khớp. Nhiều khớp nên nó sẽ xài được nhiều. Đây một bát, ví dụ cái bát chỗ tay tôi đang chỉ đây có 4 5 khớp luôn anh em nhá. Đây là cái bộ vam, vam chấn cổ vào, vam bát phốt vào. Và nó có tên luôn anh em ạ, nó có tên luôn nhá. Honda, Yamaha có tên luôn. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ đến cho anh em cái bộ là bộ chậu, chậu ứng nhớt. Cái chậu này là chậu ứng nhớt xe ga này. Anh em thấy cứ cái chỗ đây để anh em cái những cái dòng xe ga như AB125 mỗi lần anh em xả nhớt rất khó. Thì đây có cái chỗ để cái chân trống giữa đi vào đây để anh em ứng nhớt nó chuẩn anh em nhé. Nó không bị ra ngoài. Và đây là cái phễu. Phễu này là phễu rót nhớt anh em nhé. Phễu này là phễu rót nhớt. Phễu này là bằng tôn. Phễu này là bằng tôn. Và cái chậu này là bằng inox anh em nhé. Chậu này là bằng inox và cái này là bằng tôn. Đấy. Tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ đến cho anh em cái bộ này là bộ đồng hồ test bình. Đồng hồ test bình anh em nhé. Đồng hồ này là hàng BT54, nhà mình là hàng chính hãng. Nhà mình không bán hàng nhái. Test bình ắc quy xem cái ắc quy đó còn sử dụng được hay không. Anh em nhé. Còn sử dụng được hay không? Đó là đồng hồ test bình. Và tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến cho anh em một cái sạc ắc quy thông minh. Sạc này là bằng cảm ứng. Đầy bình thì tự ngắt, anh em kẹp ngược thì nó sẽ báo chống trập. Đầy bình tự ngắt, sạc thông minh này thì anh em sạc nó mới đẹp cái cửa hàng anh em được. Anh em nên bỏ những cái dòng sạc ngày xưa sạc cơ đó, vì mỗi lần anh em quên là nó sẽ gây nên cháy nổ anh em nhé. Sạc này thì nó xịn lắm. Đấy thì là tất cả nhiều đó là những cái mặt hàng do nhà mình cung cấp và đang cung cấp cho các anh em trên thị trường. Anh em cần hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại trên màn hình mình sẽ cung cấp. Và hàng nhà mình cứ ship hàng đến tận nhà anh em kiểm tra hàng xem là có cái mặt hàng nó có giống như ngày hôm nay tôi nói hay không thì anh em mới thanh toán tiền. Nếu anh em phát hiện thấy hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái thì anh em không thanh toán, anh em không mất đồng tiền phí nào. Và mình cũng nhắc lại với anh em là cái hàng một số cái mặt hàng sắt nhà mình, thép nhà mình thì nó rất đắt. Đắt nhưng mà anh em về anh em làm được việc anh em nhé. Còn những cái hàng rẻ trên thị trường người mua về rẻ hơn nhưng mà lại không làm được việc. Đấy thì là anh em cần hàng thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.